Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cho đêm nay và ngày mai, thời tiết tại miền Bắc tiếp tục có nắng hanh với nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều ở mức là 19 đến 22 độ, có nơi trên mức 22 độ ở Tây Bắc Bộ. Còn về đêm và sáng thì do hiện tượng phát xạ nhiệt nên nhiệt độ thấp hơn, đạt ở mức là từ 10 đến 14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ nên trời còn rét sâu. Tuy nhiên, do trời không mưa nên thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân. Tại miền Trung, thời tiết đã chuyển tốt dần khi đới gió Đông Bắc hoạt động yếu, mưa giảm nhanh, trời chỉ còn rét về đêm và sáng ở phần phía Bắc của đèo Hải Vân. Còn trưa chiều thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ tăng dần từ Bắc và Nam. Cao nhất ngày mai phổ biến là 21 đến 24 độ tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Còn với các tỉnh Khánh Hòa đến Ninh Thuận, Bình Thuận thì nhiệt độ cao hơn, đạt ở mức là 27 đến 30 độ. Tiết trời ấm áp hơn rất nhiều so với những ngày mưa lạnh vừa qua. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 24 giờ tới, thời tiết hầu như là không có mưa. Còn về tình hình nhiệt độ thì do không khí lạnh khuếch tán nên đêm nay và rạng sáng ngày mai trời rét ở vùng cao và lạnh ở các tỉnh miền Nam khi thấp nhất phổ biến ở dưới mức là 20 độ. Còn vào ban ngày thì hầu như là nhiệt độ cũng ít có sự thay đổi, phổ biến ở mức là từ 23 đến 26 độ, có nơi cao hơn tại Tây Nguyên và 29 đến 32 độ tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có cường độ gió hoạt động giảm xuống cấp 4, cấp 5. Có mưa vài nơi, nhìn chung là ít ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, đêm nay và ngày mai duy trì gió Đông Bắc ở mức cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Từ ngày 21, thời tiết và tình trạng biển mới ổn định trở lại. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, khu Tây Bắc từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào vài nơi, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp và huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Tin thủy văn, thủy chiều thấp và ít biến đổi, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy chiều. Trên sông đáy tại Ninh Bình, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,3 đến dưới 0,1 m, xuất hiện từ 1 giờ đến 4 giờ. Mực nước cao nhất ở mức 0,4 đến 0,6 m, xuất hiện từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 20. Tại Như Tân, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,75 đến dưới 0,85 m, xuất hiện từ 22 giờ ngày 19 đến 1 giờ ngày 20. Mực nước cao nhất ở mức 0,75 đến 0,95 m, xuất hiện từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 20. Độ mặn cao nhất ở mức từ 4 đến 6 phần nghìn.